Nút giao nối khu kinh tế Dung Quốc vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tốn quá nhiều giá mực và bao nhiêu lần kiến nghị của người dân. Nhưng 11 năm đi qua thì giờ này vẫn là một bãi công trình hoang vắng. Nền mặt đường, mố trụ, bản mặt cầu ở ba cầu dẫn vào cao tốc nằm phơi mưa nắng suốt chừng ấy thời gian. Và bây giờ các hạng mục ở nút giao này mỗi ngày là hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Người dân bức xúc và thất vọng với một dự án trọng điểm quốc gia. Lãng phí, rất lãng phí. Cái thì bỏ đi, rồi cái thì rồi dân này nọ họ thấy họ bức xúc. Lòm thì lòm cho đến nơi đến chỗ đi. Tại sao là lòm lấy giá rồi bỏ. Từ khi vụ việc sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được chỉ ra, các nhà thầu ở đây đã bỏ của chạy lấy người. Còn chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VIC cho đến nay vẫn không có động thái nào, mặc dù đã từng hứa với chính quyền tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi động lại dự án từ quý 4 năm 2023. Và đây là lời hứa của người đứng đầu dự án. Ở nút Dung Quất, đây thì chúng tôi dự kiến là sẽ hoàn thành trong 12 tháng. Thế và tái khởi động lại cái này thì chúng tôi sẽ dự kiến chắc phải quý 4 năm nay. Thì mới tại bây giờ chuẩn bị những thủ tục nội nghiệp thì chắc chắn là phải chắc phải quý 4 thì mới bắt đầu khởi động lại được, và thời gian thực hiện chắc trong năm 2023. Và đó cũng chỉ là lời hứa. Còn đây là hiện trường tại nút giao cao tốc với Dung Quất. Vẫn chỉ là bãi đất hoang và các hạng mục công trình xuống cấp. Trên thực địa chẳng có dấu hiệu nào cho thấy dự án được khởi động trở lại. Cao tốc thì nằm sát bên, nhưng để lưu thông được trên cao tốc này, người dân trong khu vực phải đi xa hàng chục cây số mới có đường dẫn vào. Giờ mà muốn đi ra Đà Nẵng thì cũng phải qua ra Quảng Nam mới đi ra được. Mà muốn đi vô thì cũng vô răng Quảng Ngãi mới đi được. Ví dụ như đi, thì bây giờ nó xa xôi cho bà con, hơn nữa là nó không thuận tiện. Nhiều khi bà con muốn đi đường cao tốc cho nó nhanh, thì không bệnh hay là gì đó thì là không đi đường được cao tốc. Cho nên là người dân cũng mong muốn là những cái nhà thầu cái gì đó là phải gấp rút đường cho nó nhanh đi, cho bà con có những cái tuyến đường đó nó thuận tiện cho bà con đi, chứ là lao quá, bị lao quá. Khu kinh tế Dung Quất đang chịu áp lực rất lớn về giao thông và vận tải. Tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí ngân sách để đầu tư tuyến đường Triều Bình - Dung Quất để giải tỏa bớt lưu lượng xe ra vào xuất nhập hàng hóa. Nhưng tuyến đường này cũng chỉ giải quyết được giao thông trong nội bộ khu kinh tế, còn đoạn đấu nối vào đường cao tốc thì vẫn chờ. Thật lãng phí khi chưa khai thác hết công năng của tuyến cao tốc và gây rất nhiều thiệt hại cho việc phát triển của khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Điều này đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái động lực phát triển kinh tế của địa phương và kể cả khu kinh tế Dung Quất. Chính vì vậy thì cử tri và kể cả doanh nghiệp trong khu kinh tế Dung Quất thì gần đây cũng có ý kiến rất là nhiều đối với nội dung này. Thì trong thời gian sắp đến thì cũng mong là cấp thẩm quyền nhanh chóng đưa cái nút giao thông Triều Bình Dung Quất với cao tốc vào hoạt động để khơi thông cái tuyến giao thông huyết mạch từ cao tốc quốc lộ 1 kết nối cái cửa ngõ phía Bắc Bình Sơn với cao tốc và kết nối với khu kinh tế Dung Quất. Hiệp định vay Ngân hàng Thế giới WB cho dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã kết thúc từ ngày 29 tháng 4 năm 2019. Dẫn đến dự án không có vốn để giải ngân thanh toán cũng như triển khai thi công các hạng mục còn lại. Mặc dù VIC đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí các dự án của VIC để thay thế nguồn vốn WB. Tuy nhiên, đề xuất này của VIC vẫn chưa được chấp thuận. Câu hỏi của người dân là bao giờ dự án được khởi động lại và bao giờ sẽ hoàn thành?